Hello, mình xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái mẹo chụp ảnh ra tia sáng hay là ray sáng gì đó. Thì ở đây mình có làm rồi ba tấm hình này hình gốc và hình này mình làm 5 màu này, hình này mình làm 5 màu này. Thì tùy theo anh em sau này về nhà xử lý cái màu thôi. Tấm này thì mình để lại cái mây, tấm này mình làm mất mây, mình xóa hết những cái cây này. Thì ở đây mình quay lại cái hình chính. Mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn cho các bạn. Ở đây muốn chụp ra cái tia sáng như thế này thì cái mẹo thứ nhất là các bạn đưa cái người mẫu mình ra đứng ngoài nắng luôn, đứng ngoài nắng chỗ nào mà nắng không có cây cối như vậy càng tốt. Ở đây mình chụp dính cái cây vô, tại vì cái hình này mình chụp trong công viên thì không thể nào mà tránh được những cây này được, chỗ nào nó cũng có cây hết chứ à. Còn các bạn nào mà gặp cái trường hợp mà không có cây thì né ra cho sạch sẽ luôn. Đó là cái thứ nhất, mẫu đứng ngoài nắng. Cái thứ hai thì các bạn để cái máy mình thấp xuống. Thấp làm sao đó cho cái mặt trời này này, cho cái mặt trời này nó lọt vào cái lỗ giữa này này, giữa hai cái lỗ này. Đó, hoặc là cái mặt trời nằm bên hông này, hoặc là mặt trời nằm ở đây, hoặc là mặt trời nằm ở phần đây. Những cái chỗ tức là gần sát sát vào người để cho nó ăn vào người thì cái người là màu đen thì nó mới thấy màu được. Chứ không nếu các bạn để ngoài này này, để ngoài này mặt trời nằm đây thì nó không có tạo ra tia sáng mạnh như vậy được. Thì ở đây mình có một tấm khác cho các bạn coi luôn. Đây như cái tấm này, mình để cái mặt trời hở ra như vậy thì nó không tạo tia sáng mạnh cho mình thấy. Không tạo được. Đó. Còn nếu các bạn muốn chụp như vậy thì các bạn chụp thôi, còn các bạn muốn ra tia sáng như vậy thì các bạn để cái mặt trời đó, chú cái máy xuống làm sao để mặt trời nó ngay cái lỗ này đó, thì nó sẽ tạo ra tia sáng này. Cái mẹo thứ ba là khẩu của các bạn cứ đóng khẩu từ 16 đến 22, tại vì cái giờ này là 5 giờ chiều, nắng rất là gắt, cho nên mình đóng khẩu lại. Tốc độ thì mình chụp nhanh lên, mình chụp tấm hình này thì làm chụp 800 để cho cái ý mình là muốn cái vùng mây này nó tối xuống luôn, nó tối xuống chứ không nó trắng bạc lên thì nó không đẹp. À, tối xuống đó, các bạn xem đây đó, còn nó bị trường hợp như vậy các bạn chụp tấm này. Mình nói thêm tấm này luôn, mình để cái mặt trời ở đây nó bị chói do mặt mình né không được, mình lấy cái tay của mình đây nè, cái tay của mình che cái mặt trời lại, tại vì lúc tấm hình này mình chụp có một mình không có ai phủ chứ á, mình lấy cái tay này mình che lại, mình che cái mặt trời lại, mình lấy nét xong rồi mình chụp thì cái lúc này mình đã quên lấy cái tay mình ra cho nên nó dính cái tay về thì mình cấp lại sau thôi. Rồi, đến đây mình xin chào tạm biệt các bạn, là về mình chốt lại là hình này có 3 điểm nhấn thôi: một là đưa mẫu ra ngoài nắng, hai là nằm xuống cho cái mặt trời ngay ngay cái này, ba là đóng khẩu từ 16 trở lên, 16 đến 20 22 gì đó. Rồi, sẵn mình nói các bạn nào yêu thích cái video của mình thì các bạn đăng ký vào kênh YouTube tháng like của mình để được theo dõi nhiều cái mẹo chụp hình. Rồi ở đây mình sẵn mình có nói với các bạn luôn, cái hình này mình về mình chỉnh sửa mình xóa vậy. Nếu các bạn nào mà muốn mình làm cái video chia sẻ xóa mấy cái này, xóa làm sao đó thì các bạn bình luận dưới cái video của mình nói cho mình biết. Nếu các bạn cần làm những cái này thì sau đây tiếp tục mình làm tiếp video, còn không thì thôi mình xin chia sẻ với các bạn là đến tới đây kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn một cái video khác.